Chúng tôi trong phòng thì là rất là vui vẻ thôi, tại vì là không may là dịch về thì chúng tôi là không may bị F1, nên là chúng tôi cũng vui vẻ và là vào đây cách ly để cho nó an tâm cho cộng đồng bên ngoài. Khi vào đây thì bản thân tôi cũng rất là hoang mang. Thế nhưng mà qua quá trình vài ngày được sống ở đây, được cách ly tại đây thì các bạn tình nguyện viên rất là nhiệt tình. Hàng ngày thì chúng tôi được các bạn cung cấp thực phẩm này, đồ ăn thức uống này, khẩu trang này, nước sát khuẩn này.